tặng cho thịt cũng là đồng tội với sát sanh. Dương Đại Thúc hơn 60 tuổi, năm ngoái từ nông thôn dọn lên thành phố sinh sống. Cùng với con trai, ông có một sở thích, đó là ăn thịt bò. Ô, thịt bò. Ba, con biết ba thích nhất là ăn thịt bò. Đây là món thịt bò mà con đặc biệt mua cho ba. Ba, nếm thử xem mùi vị thế nào. Được rồi, được rồi. Ba, gần đây ba ở đây có quen không ạ? À, cũng tốt con. Ba quen rồi. Chỉ là sao hả ba? Chỉ là thịt bò ở thành phố ăn không có ngon bằng thịt bò vàng ở nông thôn. Ba à, điều đó đương nhiên rồi. Thịt bò vàng của quê chúng ta nổi tiếng gần xa mà. Nhưng ba nên biết, ở đây rất khó mua được loại thịt như vậy lắm. Không có gì đâu con trai, như thế này cũng hợp khẩu vị rồi. Ba, con nhìn thấy hay là như thế này, sau này người thân ở dưới quê lên thăm chúng ta, mình có thể nhờ họ mang lên cho ba một ít thịt bò vàng của quê hương mình được không? Ê, đúng rồi, sao ba lại không nghĩ ra vậy? Mấy hôm nữa chú hai của con sẽ lên chơi, vậy là để ba gọi điện thoại nói với chú, bảo chú mang một ít thịt bò lên. Alo, em trai à, lần sau khi nào lên à, mang giúp anh một ít thịt bò vàng ở dưới quê lên nha. Em biết anh thích ăn nhất là món thịt bò đó. Thịt bò thành phố mùi vị không có ngon, em đừng quên đó. Người thân ở nông thôn biết Vương Đại Thúc thích ăn thịt bò, thế là mỗi lần lên thăm ông, họ đều mang một số thịt bò đến tặng cho ông. Anh hai à, anh nếm thử xem, thịt bò vàng của quê hương rất là thơm đó. Ồ, mùi vị thật là thơm. Chỉ có thịt bò của quê hương là ngon thôi. Chú hai à, chú biết không, ba của con dạo gần đây luôn nhớ đến món thịt bò dưới quê, luôn nói là thịt bò thành phố ăn không có ngon bằng thịt bò ở nông thôn mình. Điều đó đương nhiên rồi. Thịt bò vàng của quê hương nổi tiếng là ngon mà. Cuối cùng cũng có thể được ăn món thịt bò ngon như vậy rồi. Em trai à, sau này em đến chỉ cần mang cho anh một ít thịt bò dưới quê lên được rồi. Không cần anh nhắc đâu, em biết anh thích mà. Anh yên tâm đi, em mà lên chơi nhất định sẽ mang thịt bò lên cho anh. Ừ, được. Anh thật sự cảm ơn em nhiều. Kể từ sau khi người thân ở nông thôn mang thịt bò lên, Vương Đại Thúc ngày ngày đều ăn thịt bò, mỗi ngày đều thưởng thức những món ăn ngon làm từ thịt bò. Nhưng ông không bao giờ nghĩ là vì sự ngon miệng của mình mà có rất nhiều con bò bị giết mổ. Vương Đại Thúc còn thường xuyên mang thịt bò của người thân tặng cho hàng xóm cùng thưởng thức. Anh Lưu, anh nếm thử thịt bò vàng của quê hương tôi đi, mùi vị cực ngon, so với thịt bán trên thành phố này không biết ngon hơn bao nhiêu lần đó. Wow, vậy à, thịt bò này xem ra rất tươi đó. Anh Dương à, thật cảm ơn anh nha. Đều là hàng xóm mà, còn khách sáo gì chứ. Tôi còn tặng cho anh Triệu ở tầng 3 nữa đó. Anh Dương à, anh đối với mọi người thật là tốt. Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, Vương Đại Thúc đột nhiên bị mắc bệnh vì da rất nghiêm trọng. Da trên thân trở nên dày và cứng, đồng thời còn đau ngứa khó chịu. Ây da, ngứa quá vậy. Ba, sao da của ba lại trở thành như vậy? Ba cũng không biết nữa. Mấy hôm nay ba cảm giác trên thân mình ngứa một cách kỳ lạ và khó chịu. Ai ngờ đâu hôm nay nhìn thấy nó trở nên như vậy. Ba, nhanh nào, để con đưa ba đến bệnh viện kiểm tra xem. Được rồi, mình đến bệnh viện kiểm tra đi. Ba sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau đó, con trai dẫn Dương Đại Thúc đi khắp các bệnh viện, khám rất nhiều bác sĩ, nhưng bệnh tình vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ê, ba, cứ như vậy không được rồi. Con thấy hay là ngày mai con dẫn ba đi bệnh viện khác khám nha. Ây da, mình đã đi khắp các bệnh viện rồi, đã khám qua rất nhiều bác sĩ nữa, cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng mà không thấy nó đỡ chút nào cả.
Sau khi bản thân Dương Đại Thúc bị đau khổ vì căn bệnh ngoài da, lúc đó có một vị sư huynh họ Lý là người học Phật nói với ông về luật nhân quả báo ứng của việc sát sanh và ăn thịt chúng sanh. Ba, Lý sư huynh đây là người học Phật nhiều năm, ông ta nhất định tìm ra được nguyên nhân mắc bệnh của ba đó. Hả? Vậy à? Thế thì thật tốt quá rồi. Mấy ngày hôm nay tôi bị căn bệnh này tra tấn gần chết, anh nhất định giúp tôi đó. Lý sư huynh à, trưa nay anh đến đây ăn cơm, tôi nấu một ít thịt bò cho anh ăn. Thịt bò nhà tôi vừa ngon vừa thơm. Hả? Thịt bò à? Dương Đại Thúc à, con không ăn thịt bò đâu, con ăn chay rồi. Có thể anh không biết, thịt bò nhà chúng tôi nó không có giống như thịt bò bán ngoài chợ đâu. Mùi vị rất ngon, hàng xóm của tôi sau khi ăn rồi còn nhờ tôi mua giúp nữa đó. Đúng vậy, Lý Sư Quynh à, anh ăn thử nha. Thịt bò vàng của quê hương chúng tôi, hàng ngày ba tôi ăn không hề ngán đó. Ồ, Đại Thúc à, chú hàng ngày đều ăn thịt bò sao? Đúng rồi, để ăn được món thịt bò này, tôi đặc biệt nhờ người thân ở dưới quê, mỗi khi đến chơi mang lên một ít thịt bò. Chú Dương à, hàng ngày chú ăn thịt bò như vậy, chú có nghĩ đến bao nhiêu con bò vì vậy mà bị giết chết hay không? Hả? Điều này tôi chưa từng nghĩ đến mà. Tất cả chúng sanh vốn là bình đẳng, chú vì sự thèm ăn của mình mà khiến cho biết bao con bò bị mất đi sinh mạng như vậy, đương nhiên sẽ gặp quả báo rồi. Hả? Nói như vậy bệnh này của tôi vì ăn thịt bò mà bị sao? Đúng vậy Đại Thúc, con khuyên chú đừng nên ăn thịt bò nữa. Được rồi, để tôi thử xem. Dương Đại Thúc sau khi nghe Lý Sư Quynh nói như vậy, sau đó ông thực sự không ăn thịt bò nữa. Một tuần sau, bên ngoài da của ông dần dần đã có sự chuyển biến tốt. Ê, hey, con trai à, con xem này, bệnh da trên thân của ba thật đã đỡ nhiều rồi, không có đau và cũng không có ngứa như là mấy bữa trước nữa. Ba, xem ra lời nói của Lý Sư Quynh thật sự rất có đạo lý, ba không được ăn thịt bò nữa. Đúng rồi, không dám ăn nữa đâu. Chẳng phải là trong nhà chúng ta còn lại một ít thịt bò hay sao mà đem nó tặng cho hàng xóm là được rồi? Vậy cũng được ạ. Vì sao khi người thân ở quê lại mang thịt bò lên, Vương Đại Thúc đều đem tặng cho hàng xóm? Anh Dương, anh thật là khách sáo rồi. Anh cứ tặng cho tôi nhiều thịt bò như vậy, còn tôi thì chẳng có gì tặng cho anh, thật là ngại quá, đều là hàng xóm lâu năm mà. Đừng khách sáo như vậy, tôi hiện giờ không ăn thịt bò nữa. Bà con ở dưới quê đưa đến thì tôi lại không tiện từ chối, các anh ăn giúp tôi đi. Thế nào rồi, mùi vị vẫn thơm ngon chứ? Thịt bò của quê hương các anh mùi vị thật là ngon, tôi đã nhiều năm chưa được ăn thịt bò ngon đến như vậy. Điều đó là tất nhiên rồi, thịt bò vàng của quê hương chúng tôi nổi tiếng khắp nơi mà. Lần sau bà con dưới quê lên, tôi lại mang một ít tặng cho anh. Không lâu sau, bệnh tình của Dương Đại Thúc đột nhiên quay trở lại giống như trước đây, ngứa không chịu nổi, đau nhức không chịu được. Thế là con trai của ông một lần nữa lại phiền Lý Sư Quynh đến nhà xem ông như thế nào. Ây da, tại sao lại như thế này nữa? Mấy hôm trước vừa mới đỡ hơn một chút, hôm nay sao lại trở như vậy rồi? Bà, nhìn xem, con đã mời Lý Sư Quynh đến rồi. Chú Dương à, dạo này chú còn ăn thịt bò nữa không? Tôi đâu có dám ăn nữa đâu. Kể từ lần trước sau khi nghe lời con nói về nhân quả báo ứng, chú không dám ăn nữa. Thịt bò ở dưới quê đưa lên là toàn bộ chú đều tặng cho người ta hết rồi. Ồ, thì sao là như vậy? Con hiểu rồi. Hả? Như vậy là sao? Chú tuy không ăn thịt bò, nhưng chú mang thịt bò cho người khác ăn. Tội lỗi này tương đương với việc mình sát sanh ăn thịt chúng sanh vậy. Cho nên quả báo một lần nữa lại đến trên thân của chú rồi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Dương Đại Thúc, nếu như chú có thể khuyên người khác cũng không ăn thịt bò và làm thêm nhiều việc thiện, phóng sanh và hộ sanh, như vậy bệnh của chú sẽ được chữa lành đó. Cảm ơn con, chú hiểu rồi. Thế là Vương Đại Thúc liền thông báo cho người thân ở nông thôn đừng gửi thịt bò cho ông nữa, còn đem những điều bản thân ông đã trải qua khuyên người thân và hàng xóm đừng tạo nghiệp sát sanh ăn thịt chúng sanh nữa. Hóa ra sát sanh ăn thịt, tội lớn như vậy, sau này tôi không dám ăn nữa. Đúng rồi, mọi người hãy sớm tích đức hành thiện, đừng để quả báo giáng xuống, như vậy thì đã muộn rồi. Được rồi, cảm ơn anh Vương. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email
vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
mong.